mở màn cho tập ngày hôm nay. Hãy cùng chào đón trên sân khấu của đấu trường võ nhạc nhóm Chấn Hưng. Ở vòng 4 này thì Quyên sẽ đổi phong cách của Chấn Hưng một chút. Thì lần này Quyên sẽ làm một cái bài nó hơi vui, nó hơi hài hước để mang lại một phần trình diễn mới cho chương trình cũng như là một cái màu sắc mới cho Chấn Hưng. 5, 6, 7, đi. Chỉ với 10 ngày mà mình phải tập 2 bài, một bài dự thi và một bài solo. Cũng rất là căng cho nhóm, tại vì nhóm không có thời gian để tập nhiều. Đa số phần là các bạn đi học, đi làm. Anh Quyền cũng cố gắng dành hết thời gian, tâm huyết của mình để tập luyện cho nhóm các kỹ thuật khó. Nhóm hy vọng ở vòng 4 này nhóm sẽ bộc phá hơn. Quyền nghĩ rằng là không phải là lần nào mình cũng đứng trên đỉnh cao được. Núi cao còn được hạ cao hơn, nhưng cái quan trọng là mình phải luôn luôn là biết cố gắng hết mình, hết sức để làm điều mình muốn và làm thực hiện cái mục tiêu của mình trong chương trình. Nhóm sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng khán giả. Chấn Hưng! Cố lên! Ban giám khảo sẽ đánh giá phần trình diễn này như thế nào nhé. Xin mời giám khảo Minh Tú đầu tiên nha. Xin chúc mừng các em đã có một cái tiết mục rất là thành công. Biết rằng là trong cái thời gian nó rất là ngắn và cái phần thể hiện của các em ngày hôm nay thực sự rất là tuyệt vời. Bởi vì giống như cái tinh thần mà các em đang truyền tải, nó vui vẻ, khởi sắc
tụi em có những cái động tác nó rất là khó, nó rất là mạo hiểm mà chị không nghĩ rằng là trong một cái thời gian ngắn như vậy mà mọi người luyện tập rất là tốt. Ngoài ra thì chị rất là thích biểu cảm của các em, rất là nhiều, rất là dễ thương. Nhưng có thể mình làm cho người ta vui nhưng mà dễ, nhưng mà để mà người ta cứ cuốn theo mình hoài nó cũng là một cái rất là khó, và các em đã làm được điều đó. Đó là về cái quan điểm, về cái cảm nhận của chị về cái tiết mục này. Chúc mừng các em. Xin cảm ơn giám khảo Minh Tú. Từ đó chị cứ nghĩ là võ thuật là cái đó cứng nhắc, mặt của ai cũng phải đằng đằng sát khí bước ra để làm đối phương mình sợ. Đấu mà thủ cho cố vô rồi đó, rồi cái ông mà trọng tài đó dơ một cái tưởng đánh lộn, hai người lắc. Nói chung là cái cảm giác vui vẻ lắm, chứ không có cảm giác mà sợ. Chứ dù đấu võ ai cũng cảm giác là sợ, không biết ai thua ai thắng. Mà các bạn truyền tải cái thông tin nó vui lắm, dễ thương lắm. Với lại mặt các bạn biểu cảm rất là tốt, những cái cởi áo rồi thích những cái lượng sóng bằng chân á. Lượng sóng tưởng là đá hay cái gì ghê lắm, nhưng mà rốt cuộc là mấy bạn dựng sao mà lướt sóng rất là dễ thương. Với lại cái bộ đồ cưng quá. Nói chung đây là cái tiết mục mở màn mà rất là vui, cũng như là phấn khởi trong lòng tất cả quý vị khán giả, cũng như là tất cả mấy anh chị ở đây. Dạ, xin được mời giám khảo Trang Huy Trần ạ. Trong cái phần dựng bài và cái phần thể hiện của các em, anh đánh giá cao về nhiều cái động tác khó tụi em đã thử. Và mấy cái động tác và mấy cái võ thuật thì đối với anh thì tụi em đã làm rất là nhiều trong một cái thời gian ngắn lắm. Và nó có nhiều lần đối với anh là cái cảm giác nó hơi bị gấp. Nó gấp lắm, tại mình phải làm nhiều trong một cái thời gian ngắn. Thì nó có nhiều cái động tác thì đối với anh nó chưa thấy rõ lắm. Anh muốn nó mạnh hơn, anh muốn mấy cái động tác của tụi em dứt khoát hơn và bén hơn nhá. Ví dụ nếu mình nói cái động tác nó chưa sạch sẽ lắm, nó chưa rõ, ok. Nhưng quan trọng là cái chủ đề là vui vẻ thì tụi em Mang được vui vẻ. Mang được vui vẻ cho tất cả mọi người, ok. Mình muốn khen cái biên đạo rất là sáng tạo và những cái đội hình nó rất là đẹp. Các bạn làm mấy cái khúc đó thành công, nhưng mà hơi bị giống như là tuần trước mình thấy muốn làm nhiều quá cho nên mình đang lo cái sự diễn, mình lo cái sự vũ đạo rồi mình quên đi cái võ thuật. Dạ. Yeah. Cho nên lần này á thì mình hơi thiếu cái võ thuật một chút, như là một hai người đá xong rồi tiếp tục nhảy hay là gì đó, mình chưa thấy cái đoàn kết. Mình đang muốn cái đoàn kết mà bùm mấy cái chiêu võ thêm, võ thuật trong đó thêm nữa. Tại chị biết là cho ba biết là cái khả năng của các bạn rất là cao, nhưng mà tới đây thì là mình đừng có quên cái võ thuật. Chúng ta đã nghe những lời bình luận, những lời khen, những lời góp ý của ban giám khảo rồi, và bây giờ xin mời ban giám khảo sẽ chấm điểm nhé. Xin được cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn nhóm Trấn Hưng một lần nữa. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé.